Rồi bây giờ mình sẽ kéo ở trên cáp cho ăn nhé. Đây, ví dụ file này, file được kéo trên cáp cho ăn này, em nhìn thấy này, rất là mềm mại đúng không? Đấy thì có thể mình sẽ kéo lại, nếu anh em thích thì mình sẽ kéo lại nhé, không thì mình ốp vào mình chạy luôn. Đẹp của anh, ok, cảm ơn Cường Đỗ nhá. Mà anh Hiển này làm vừa vừa thôi, tiền tiêu sao hết được, thỉnh thoảng mang lên Hà Nội nhá. Hải Dương đợt rồi dịch chưa tiêu tiền được thì lúc nào lên Hà Nội cần đi tiêu tiền thì lên em đưa đi nhá. Phương Quế Lạc đừng xóa livestream, mai em còn xem lại thầy nhé. Có thể là sau livestream này em sẽ xóa đấy chị ạ. Đang ghi lại màn hình, nhưng mà ghi màn hình thì có thể mình sẽ chia sẻ trong group thôi. Thì đợt trước thế mình cũng xóa, sau livestream thì mình sẽ xóa. Thì dành để chỉ, cái livestream chỉ dành cho những anh em nào dành thời gian xem livestream này thôi. Phủ lớp hàn sao ạ? Phủ lớp hàn này có rất nhiều cách phủ lớp hàn em nhé. Vừa nãy là anh tạo ra một lớp ánh sáng trắng, anh blue đi thì nó sẽ làm cho cái ánh sáng trắng nó mềm. Cái ánh sáng trắng nó mềm thì nó sẽ làm cho cái phần chuyển sáng giữa shadow và highlight ấy, nó sẽ làm cho phần chuyển sáng giữa shadow và highlight nó sẽ mềm mại và nó không bị gắt. Đấy thì đấy là cái cách, vừa nãy là một cái mẹo với chụp ảnh ngược sáng thôi. Đẹp quá anh. Thôi được anh Nê vào khen thì tuyệt vời, anh Nê, em chào anh Nê nhá. Thầy xóa thì sao em tiếp thu được hết ạ? À? Cố mà tiếp thu em nhá. Kéo lại đi thầy ạ. Cũng khá đông anh em đúng không? 105 anh em. Anh em comment cho mình cái là anh em xem có thấy nó có ích gì cho anh em không nhỉ? Để lại thầy ơi, em không biết livestream nên mới vào xem. Anh em thấy cái phần chia sẻ của mình vừa đấy có ứng dụng được cho phần công việc của anh em không nhỉ? Nếu mà ứng dụng được thì em comment xuống dưới là ứng dụng được nhá. Đẹp của anh ạ, tuyệt vời luôn. Đây nha anh em nhé, thì đây là file gốc. Thật ra file gốc thì khi mà anh em để trên, khi mà cái file gốc này anh em để ở trên camera ấy, thì nó sẽ mềm mại hơn. Tuy nhiên là khi để trên cáp cho ăn thì file cảm giác rất khó chịu. Nếu anh em nào không biết sử dụng cáp cho ăn ấy thì anh em rất là khó chịu khi mà nó đọc file, đặc biệt là những file mà muốn kéo theo kiểu là chụp Hàn Quốc hoặc là file xấu một tí ấy, thì kéo những cáp cho ăn nó sẽ rất là khó. Có thể khi mà nhìn cái file đã thấy nó xấu rồi thì anh em sẽ không biết kéo như thế nào. Nhưng mà thật ra cái gì mới thế thôi, thật ra cái gì mới thì ban đầu rất là khó, nhưng mà khi mà sử dụng quen rồi ấy thì sẽ rất là thích. Và bản thân thì bây giờ mình cũng nói luôn là mình không đánh giá phần mềm nào, ví dụ không nói là cáp cho ăn thay thế camera nhé, mà không nói camera thay thế cáp cho ăn nhé. Mỗi thằng nó sẽ có một cái tác dụng khác nhau, ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Với cáp cho ăn nó phù hợp với chiếc ảnh Vision, nó cũng làm được nhẹ nhàng đấy, nhưng mà hiện tại nó tối ưu Vision nhiều hơn. Còn camera phù hợp với chiếc ảnh Hàn Quốc. À xin chào cưới Cương Thuyết, lâu lắm rồi thấy anh Cương Thuyết nha. Tuyệt vời quá, hay, cảm ơn anh em nhé. Anh em mà cứ ứng dụng được là ok rồi, thì mình sẽ tiếp tục ứng dụng được thầy, hay quá. May quá em tập chưa kịp, anh dạy đến đâu là học được đến đấy. Các trích này mấy livestream trước anh cũng có sao em vẫn dùng ạ. Ok, cảm ơn Phạm Trọng Huy nhá. 30% thầy ạ, file tỉnh niệm em còn yếu lắm. Đẹp quá thầy, đừng xóa mà nhớ làm sao được. Không nhớ được thì anh em có thể xem trên livestream sau nhá. À, lâu lắm thì anh học cứ cương thuyết rồi, ok. Không để anh em đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ kéo file này nhá. Kéo từ đầu luôn. Kéo từ đầu luôn thì bây giờ chắc là mình phải xem qua cái cho nó nhớ, không là tí nữa kéo nó không giống này, chê chết. Thì ở đây mình sử dụng chủ yếu là crop thôi, nhưng mà xem lại một số cái này cho nó chuẩn. Ở cái phần này thì mình chủ yếu là sử dụng ở trên crop, cũng sử dụng trên crop nhiều nhá. Color panel là không sử dụng gì cả, sử dụng crop và advanced thôi, còn đâu là không sử dụng gì cả. Rồi thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái mẹo. Đây là gọi là một cái mẹo trên cáp cho ăn rất là hay. Những cái người mới ấy, mình thật ra là nếu anh em cứ thử đi. Những người mới khi sử dụng cáp cho ăn rất là khó chịu, bởi vì khi mà kéo cái cáp cho ăn shadow và highlight nó không giống như bên kia. Gọi là nhóm công cụ highlight gen nó không giống như ở bên camera ấy, thì khi mà em kéo lên này. Bình thường kéo bên kia nó lên nó rất là mềm mại, nhưng mà kéo bên này thì cái file lên ấy nó rất là sơ xác. Đây là ví dụ mình kéo shadow này này. Nó lên kiểu như chi tiết HDR ấy. À, nhìn cái phần chi tiết nó cứ sơ xác này, rất là khó chịu. Nên là anh em nào mới làm cáp cho ăn thì anh em lưu ý nhá. Ở đây mình chia sẻ cho anh em một cái mẹo để anh em có thể khắc phục được cái tình trạng này. Đấy, và mình mất rất nhiều thời gian để mình có thể làm được cái này đấy. Đấy, ví dụ anh em kéo black cái shadow này, nó cứ lên kiểu như này. Là mình cảm thấy rất là khó chịu khi sử dụng cái cáp cho ăn. Rồi thì ở đây mình sẽ bỏ qua nhá, mình không kéo ở đây, mình kéo thế này. Ở bên này có thằng Nomian mình rất là thích. Đấy, thì ở đây mình sẽ kéo thằng RB xuống này.
Đấy, phần đen cho nó đen hẳn lên. Sau đó lại sang phần ô viên kéo phần đen lên. Đấy, đây là một cái mẹo rất là hay nhá. Không phải ai cũng biết cái này đâu. Đấy, thì nó sẽ làm cho tấm hình lập tức nó sẽ mềm mềm. Mềm mại hơn và đây mình sẽ giảm lại xuống. Đấy, sau đó mình sẽ giảm cấp cho nó, giảm con trai đi. Đấy, nó giống như vừa nãy mình làm thôi. Sử dụng trên cớp để làm cho tăng tương phản và tăng bão hòa, sau đó quay lại phần basic để giảm contrast đi. Khi mình giảm contrast đi thì sẽ làm cho tấm hình trở nên mềm mại. Đấy. Thì mình vẫn sử dụng cái cách đấy và ứng dụng sang CapTron, nó chỉ khác cái là CapTron nó có phần lumion này. Và bên CapTron kéo sử dụng các công cụ nó cũng có độ khác, nó độ khác biệt một chút. Nên là rất nhiều anh em nữa có câu hỏi là đặt câu hỏi là ô thế preset của Lightroom của Camera có dùng cho CapTron được không? Thì mình nói là dùng được nhưng mà nó không hay, tốt nhất là làm lại từ đầu. Vì nó hai phần mềm là hai hiệu định hoàn toàn khác nhau nên là khi cho sang ấy nó chỉ ra là phần nào thôi. Rồi đây mình sẽ kéo black lên này, rồi tinh chỉnh lại một chút, là đây nó vẫn hơi tím đấy, nó vẫn hơi vàng vừa vừa thôi. Rồi để tầm này đi. Rồi sau đó thì mình xuống công cụ là colorator, dùng công cụ bút này chấm màu này, trừ màu đi, trừ ít ra nhá, lớn sáng này, chấm ở đây là trừ cái màu xanh đi, màu xanh như áo xanh green ấy, trừ ít thôi nhá, anh em cũng trừ ít để cái tường nó vẫn còn màu nhá, đừng trừ qua tay nhá. Rồi quay lên trên tinh chỉnh lại. À, bây giờ mình thấy nó hơi blue thì mình lại tăng lại cái này một chút. Đấy, giảm sâu sần đi. Đấy thì anh em thấy là ảnh nó mềm chưa, đúng không? Ảnh nó rất là mềm rồi, việc của anh em là bây giờ cân bằng làm sao để cái highlight, cái shadow cho tấm hình nó nhẹ nhàng nhất này, màu sắc nó chuẩn, nó không bị thiên màu. Hay là nếu mà anh em thích làm những tông màu Trung Quốc chẳng hạn, anh em thích làm những tông màu Trung Quốc ấy thì anh em có thể làm theo kiểu trắng nhẹ, trắng tuyết nhẹ nhàng. Còn đây thì mình có thể là cân bằng theo kiểu là làm tông Việt Nam thôi. Cái đơn giản nhất mình có thể chia sẻ cho anh em đó là làm theo kiểu trong sáng để anh em đỡ bị loạn. Bây giờ chia sẻ quá nhiều công thức thì nó sẽ hơi loạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ làm sao để anh em làm cho tấm hình nó trở nên mềm mại nhất với cái ảnh này là được. Rồi giờ tinh chỉnh tiếp xuống là đây mình giảm shadow xuống một chút cho em, vẫn giảm shadow không nha, xem lại contrast, có thể tăng lại một chút contrast, giảm chút highlight đi. Rồi bây giờ bắt đầu giảm chút nhiệt độ màu đi, tinh chỉnh lại phần trên. Đấy, những cái này nó cần kiểu độ chuẩn xác cao ấy, nên là khi mà kéo này thì một hai đơn vị thôi nhá, đừng tham nhá anh em, rất nhiều anh em là cứ mà tất nhiên là mình sẽ cũng kéo lên kéo nhanh, ban đầu mình cần lên mạnh tay một chút, nhưng mà khi mà mình chỉnh được tổng thể rồi, mình muốn là chi tiết nó chuẩn xác ấy thì mình chỉ lên thay đổi một hai đơn vị ở trên này thôi. Một hai đơn vị có thể sử dụng phím mũi tên nhá, sử dụng phím mũi tên để tinh chỉnh nó, kéo lên kéo xuống ấy thì nó sẽ làm cho tấm hình nó mềm. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng công cụ color tiếp và mình sẽ thấy cái màu da nó đang hơi hồng đúng không, nó hơi hồng hồng một chút, mình muốn đổi sang vàng. Đấy thì ở đây nó đã chọn sẵn cho màu mình này, chấm vào nó chọn màu này, dùng hue này. Đấy, cho nó hơi xanh vàng nhẹ một chút. Cái này để tầm 2.6 là ok rồi. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, thì như vậy mình đã có cái màu rất là mềm mại đúng không? Rất là mềm mại đây, xin xét before after này. Mình sẽ để before after nhá. Sorry anh em là mình đang mở rất nhiều phần mềm một lúc. Bây giờ là Photoshop nên là cả CapTron nữa nên nó đang hơi giật. Đấy, before after anh em sẽ xem này. Đấy thì đây là cái cách để anh em có thể lập tức làm được cái tông màu nó nhẹ nhàng ở tông màu Việt Nam mềm mại trên CapTron đấy. Thì nhớ cái mẹo sử dụng trên cớp cho anh em nhé, 102 anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại tinh chỉnh lại kỹ tí nữa. Sau đó ra xuất trong Photoshop và chỉnh sửa lại thôi. Xem lại chút contrast. Màu hơi blue cho nó chút vàng lên, tí gì ra shop xử lý sau. Đấy thì em sẽ nhìn này, before after này, đầu tiên là nhìn file này rất khó chịu đúng không? Đấy, nhìn nó rất là gắt. Đấy, với cách này thì anh em sẽ khắc phục được luôn cái file mềm mại. Và đây là một cái mẹo để làm file nó mềm ở trên CapTron nhá, lưu ý về công cụ này này, RGB và Lumion nhá. Thật ra cái này còn rất nhiều cái hay ho nữa, nhưng mà cái này mình sẽ chia sẻ ở cái livestream, có thể livestream sau. Rồi bây giờ mình sẽ xuất cái file này trong Photoshop và mình delete.
À, như vậy là cũng gần như là xong tất cả các góc rồi. Chuyển sang Photoshop này, Edit. Chuẩn là C19. Để là hệ màu 8 bit thôi. Là ok. Độ minh nhập đẹp tuyệt vời thầy ơi, hay quá. Lại bắt đầu khen đẻo thầy rồi. Chào thầy, ok, chào anh Tuấn Anh. Đây là một một cái trường hợp nữa ở đây anh em lưu ý, có một cái điểm lưu ý nữa là khi mà anh em xuất sang camera là anh em sẽ thấy này. Đấy. Nhiều anh em hỏi mình, ô thế xuất sang camera tự nhiên bị màu, anh cứ thấy open thì anh em để ý nhá. Nhiều trường hợp nhá, cái này thì mình không giải thích được. Có nghĩa là khi mình xuất file ấy, khi mình xuất file từ cấp cho anh sang Photoshop ấy, thì tự nhiên nó mở camera và nó ép thêm một cái màu vào cho mình. Nhưng không phải là cái ảnh nào thế, thỉnh thoảng từng ảnh mới bị thôi. Thì cái này không biết là tại sao, không biết tại sao nó bị như vậy nhá. Chưa giải thích được, anh em nào mà giải thích được thì có thể comment dưới video hướng dẫn cho mình luôn. Tinh chỉnh lại tí cũng được. Đấy. Thì vật ra như này rất là ok rồi. Giờ chỉ cần làm thêm một chút chút layer màu là rất là đẹp. Giảm dung lượng đi trước. File JPEG 6 rất là cao, tận 140 MB cơ. Mười bốn tháng 4 Sài Gòn thầy ạ. À, 14 tháng 4 thì em có thể là em chưa vào anh Tuấn Anh này. 14 tháng 4 thì đợt này em bận nên là giảng viên khác vào thay thế. Ở bên em có một thêm giảng viên khác vào dạy ở trong đấy rồi. Nên có thể sang tháng 5 em mới vào. Tháng 4 thì có một bạn khác vào, 12 tháng 4 bạn đã bay vào dạy trước. 22 tháng 4 thì em có một khóa, 22 tháng 4 khóa ở tại Sài Gòn. Đó, anh em thấy này nhặt bụng nhanh không? Đó, bây giờ mà không sử dụng phần mềm này thì đúng là hoang phí. Hoàng Quân này em bị làm sao nhỉ? Facebook của em làm sao Quân ạ? À? Anh ấy cứ đăng nhập vào miết. Không biết là tình hình là sắp đến hè rồi, anh em cưới có thấy ít việc hơn chưa? Mình thấy anh em bắt đầu kêu đúng không? Thấy các crew là kêu rất là nhiều, năm nay tự nhiên là ít việc hơn rồi. Tưởng là dịch xong anh em lâu lâu mới được cưới, cưới đông mà đến đã hết khách rồi. Đấy, mình chạy lên nhưng mà mình lấy khoảng 50% thôi chứ không lấy hết nhá. Giờ anh em tham lấy hết thì nó rất là mịn, nó rất là bết. Bản thân mình cũng rất khó tính về phần da, thật sự là ở Tizino thì mình rất là quan tâm về da, nó cũng phải đẹp cẩn thận nên là chỉ lấy phần nào thôi. Nhiều anh em thì gần như là còn có rất nhiều anh em còn đang chạy bô trai, chạy lấy mây rất là nhiều. Mình thì gần như là không sử dụng luôn. Gần như không sử dụng đến những cái phần plugin in đổ mịn này, ít ạ. Tùy từng ảnh nhé. Còn tất nhiên nếu khách hàng thì có nhiều khách hàng mà vẫn yêu cầu là da phải mịn màng thì ok vẫn dùng lấy mây cho nó nhanh. Nhưng mà bình thường nếu yêu cầu cao thì tội gì phải dùng lấy mây đúng không? Có những phần mềm như thế này rồi thì Frequency và có Non-Burn rồi. Có Frequency, có Retouch For Me rồi thì làm gì phải dùng lấy mây nữa. Thì đa phần khách hàng giờ cũng biết người ta vẫn thích là chất liệu da người ta nó phải thật chứ nó không quá mịn màng, quá ảo. Thì những cái plugin như là Image Boostify thì chắc chắn là sẽ được sử dụng rất là ít. Nó chỉ là một khắc phục phần nào lỗi ra thì mình sử dụng nhưng còn gần như là mình không sử dụng nhiều. Của em à thầy, đúng rồi, của Quân đấy Quân ạ. À. Của em đang bị lắc đấy. Đấy, với cái phần chân tay này khi mà frequency ấy, đưa nhanh mà đưa một hai lần thôi, một hai lần là xong, đừng đưa nhiều lần, đặc biệt những phần lỗi này mà đưa nhiều lần là bết luôn, cố gắng đưa đúng khối vuốt một hai lần là xong, không đưa lại nhiều. À, em thấy là thay đổi rất ít đúng không? Gần như là không thay đổi gì nhiều cả. Fix lại một số lỗi thôi. Nhìn da rất là thật, nó không bị bết này, chất liệu da em nhìn này. Không hề mịn màng thế nào, quá mịn nhá. Có mịn màng nhưng nó không phải quá mịn, vừa phải thôi. Đấy. Gọi là thay đổi lại sửa lại một chút khối thôi.
và mình không sử dụng lấy mây làm gì cả, mấy cái ảnh như thế này là ok rồi. Nhặt cái điểm này cho nó cả nó mũi nó bị nhăn. Với phần này thì anh em có thể dùng công cụ ép color tem nhá, chấm qua một chút để cho nó bị sần sùi, kiểu như nó bị mồ hôi ấy, dạng dạng bị mồ hôi ấy, nên là nó bị sần sùi hoặc là do lỗi make up. Cứ phần nào sần sùi thì dùng color tem chấm qua một chút. Rồi bây giờ bắt đầu đến nước làm màu này. Trước tiên làm màu thì lấn bóp làm trắng răng, sau đó sử dụng vài layout trên Photoshop là ok. Với những ảnh như thế này thì nó đã ra 70% rồi, xử lý trên Photoshop nó chỉ là phần nào thôi. Tất nhiên trên Photoshop thì mình cũng quyết định là cái tông màu cuối cùng mình ra như thế nào, có trắng nhẹ nhàng hay là sáng xanh, nhưng mà nó chỉ là phần bổ trợ thôi. Nếu mà anh em làm tốt trên Camera với những chiếc ảnh như thế này hoặc là trên Capture ấy thì phần Photoshop nó chỉ là phần bổ trợ thôi. Phần đúng quần này thì thôi xin phép anh em để mai mình xử lý sau nhé, cho anh em xử lý sau. Bây giờ mà ngồi làm đúng quần chắc đến 1 giờ mất. Ví dụ đây là ảnh phóng chẳng hạn thì đây nhá, mình chỉ chia sẻ anh em là dùng cái công cụ Big Brush này. Reset nó đi cho nó lớn nhất đấy để 80 80 75 này. Thì nhiều bạn ấy, thật ra là mình có video chia sẻ là hút trực tiếp là tô, nhưng nếu mà các bạn nào mà muốn cảm thấy là kỹ tính hơn, cẩn thận hơn một chút ấy để giữ được cái chất liệu như thế này ấy. Đấy, cẩn thận hơn, giữ được chất liệu như thế này ấy, thì mình chạy cái này lên frequency lên để nó giữ được chất liệu đấy, để khoảng 5. Ở đây thì mình đang sử dụng trên lớp layer chống, nhưng mà đây mình fix quần áo thì mình nhân nó lên để lớp dự phòng, mình fix trực tiếp trên đây luôn để nhìn thấy à nó sẽ đổi như thế nào. Bỏ sample layer đi nhá. Đấy. Hút màu tô à. Thì như này nó giữ chất liệu, nhưng mà nhiều anh em thì thấy ăn ngay, nhiều anh em thích ăn ngay được thì tớ phát mất chỗ này thì anh em không cần để frequency nhá. Anh em nào kỹ tính ấy, thì lên để frequency để nó giữ được cái chất liệu cho quần áo, sau tí mình sẽ nhặt sau. Đấy, fix thẳng cho nó mất hẳn chỗ này đi này. Đấy thì anh em thấy là khi mình fix này nó không mất đi nhá, mình có fix đi này nhưng nó không mất đi chất liệu thì nó nằm ở cái lớp này nhá. Còn nếu anh em nào muốn ăn ngay thì thôi được, mình bỏ qua cái phần này đây vì đã có video hướng dẫn chi tiết ở trên kênh YouTube rồi. Anh em nào muốn xem lại thì cứ xem thôi, xem trên kênh YouTube là được. Còn nếu anh em muốn ăn ngay thì đây cứ thế này fix ăn ngay, nó không cần lấy chất liệu nhỉ. Thật ra với những quần này thì nó chất liệu không cần quá nhiều nhỉ, thì mình cứ thế mình fix thôi. Thì đã có video hướng dẫn chi tiết rồi, bỏ qua phần này nhá. Rồi bây giờ đến phần cân bằng da này. Trước khi làm màu mình phải cân bằng màu sắc, cân bằng ánh sáng cho tấm hình này đã. Thì mình sẽ fix lại một số những cái lỗi trên da và lỗi lỗi sáng tối trên da ấy. Ví dụ ở đây nó hơi đỏ này, nhìn thấy đỏ hơn không? Thì mình sẽ chỗ này hơi tối hơn này, chỗ này hơi tối hơn một chút này, phần này hơi tối này, setting tip red kéo áp lực mạnh kéo sáng lên một tí. Đấy, em thấy là nó không bị loang đúng không? Rất nhiều em làm nó lại hay bị loang lắm ấy, thì kéo này nó không bị loang ra nhá, để 70-80%. Rồi bây giờ sẽ sử dụng công cụ là black white. Đấy, để là 5% 4% cho nó trắng lên một chút, nhân lên để kiểu nữa là để xuất line cũng được. Thì nó sẽ làm cho nó trắng, black white để xuất line nhá này, black white để xuất line thì nó sẽ trắng chắc cả, nó chắc màu hơn, nhưng mà sự thay đổi ít lắm nhá. Anh em muốn thay đổi nhiều thì công cụ này không phù hợp đâu, mình ở đây làm nó thay đổi từ một tí tí một thôi cho nó chắc màu hơn bằng công cụ black white này. Nhớ là kết hợp số like nhá. Xem phần đen nó có chết được màu, nếu phần đen chết màu thì mình sẽ lấy lại, cái phần tóc lấy lại thì lấy lại này. Dùng lấy mask lấy lại. Tiếp tục dùng black white này. Chọn color này. À, chọn luminosity này, sau đó kéo màu đỏ lên, à, thấy rằng màu đỏ này nó hơi thừa. Màu vàng thì để giữ cho nó khô nhá. Xem phần nào nó còn bẩn, màu xanh nó chưa lên được thì kéo lên. Đấy, nó sẽ làm cho màu đỏ sáng lên này, nhìn cái tấm hình nó mềm hơn này. Nhìn nó đúng không? Đầu tiên nó khô này, thì anh em sẽ kéo này này. Kéo lumen nó giống kiểu lumen ở trên camera ấy, nhưng mà mình dùng black white sau đó kết hợp chế độ luminosity này, kéo lên thì nó sẽ sáng phần này lên. Để ý là nó mất khối. Phải giữ được khối nha. Thì đây là mình đang làm theo kiểu là nhẹ nhàng, trắng nhẹ nhàng. Cái chọn bằng brush là vì anh quyết mắt.
Phạm Trọng Huy trả lời ok. Rồi tiếp theo, dùng selective. Ở đây mình muốn cái da nó vàng vàng một chút, áp lực nhẹ này, kéo lên. Cộng đỏ, cộng vàng này một chút, cộng sáng này một tí. Vẫn lưu ý ở vấn đề mất khối nha, làm sao đừng để mất khối. Tất nhiên màu trắng thì bao giờ là nhìn nó cũng không có nhiều khối, nhưng mà mình phải giữ lại phần nào đó. Sang kênh red này, trừ màu xuống một chút. Sang kênh yellow, trừ xuống một chút nữa. Và các bạn lưu ý ở đây là các bạn xử lý trên màu da nhá, không các bạn sẽ làm hỏng màu tường đấy, hỏng tường, hỏng quần áo. À, như vậy là các bạn đã có một cái thân hình rất là mềm mại đúng không? Quên trên lăn bóp, à quên cái ảnh này thì mình không lăn bóp vì ảnh này là một lăn bóp mất thời gian á. Gì tớt, rồi xóa quần áo nhăn nhó thì hơi tốn thời gian nên mình sẽ bỏ qua. Đấy, thì đấy, với thân hình này mình có thể làm như thế này. Tinh chỉnh lại background cho nó nhẹ nhàng hơn, xóa sạch sẽ rác, các thứ đi là xong. Đấy, hay là muốn nó trắng như trắng lưỡng được nhé, muốn nó trắng lưỡng được này. Ví dụ bây giờ đang hot một số tông màu như này. À, OC này. À, thì đây là cái ảnh mà vừa rồi mới được gửi ở Trung Quốc về cho mình. Sắp tới thì mình sẽ update cho anh em học viên nhé. Đấy. À, cách làm nó cũng la lá không cách này. Thì, cái này chắc là sắp tới mình sẽ chia sẻ cho anh em ở group nhé. Thì đây là một số cái hình ảnh được gửi về từ trực tiếp Trung Quốc, lúc workshop mình đã tham gia ở Trung Quốc. Đấy, thì có cả file gốc, nhưng mà thật sự nó là Trung Quốc người ta chụp file gốc quá đỉnh. Trung Quốc người ta chụp file gốc quá đỉnh nên là những chất màu này làm ra rất là dễ. Ở Việt Nam thì ra cũng có những anh em đã chụp được rồi, nhưng số lượng còn rất là ít. Để ứng dụng tốt được cái màu này thì cái chất lượng file gốc cũng là một cái cực kỳ quan trọng để em có thể làm chất ảnh như thế này. Nhưng đây là những cái màu mà đang trend ở Trung Quốc, đang trend ở Trung Quốc và nghĩ là thời gian tới thì cũng đang trend ở Việt Nam thôi. Mình đảm bảo là thời gian tới sẽ trend ở Việt Nam nên em lưu ý anh em có thể tìm hiểu thêm về cái màu kiểu như này nhá, trắng nhẹ nhàng vẫn có khối. Thì bản thân cái này mình đang ứng dụng một số công thức vào đây, vào trong cách này, before này, after này, before này, after này. Ví dụ ở đây nhá, mình lấy cái file này, mình reset thì mình sẽ cho anh em xem view folder xem nó như nào nhá. Vũ Bằng Giang, nhiều chưa mới quá thầy ơi, phải thay đổi anh Giang ạ, lâu lắm mới thấy anh Giang đấy. Đấy thì cứ vào đây tự động nó ra reset thì cứ reset đi nhá, reset default này, open này. Đấy. Cho nó nhỏ lại. Đấy, before này, after này, before này, after này, before này, after này. Kể mà có nhiều thời gian thì mình sẽ phải làm rất là sạch sẽ quần áo, trang phục, lắn bóp, kéo dài chân thì nhìn ảnh nó sẽ lung linh hơn, xử lý lại background thì sẽ ok. Nhưng mà cái này tạm thời nói về màu sắc thôi thì em phải đánh giá về màu sắc. Đấy, thì sao anh em thấy cái cách làm này ok không nhỉ? Anh em thấy cái cách kéo màu trên các tròn và trên Photoshop này nó có hiệu quả không? Đấy, thì rất nhiều anh em là băn khoăn là file xấu file đẹp. Thật ra là tất nhiên file xấu thì nó sẽ là phần nào thôi, nhưng file trung bình phải đảm bảo concept ấy, ánh sáng mà bối cảnh ok ấy, thì phần Photoshop còn khắc phục được. Còn nếu mà cái phần bối cảnh concept phải lựa chọn cái location mình không phù hợp chẳng hạn thì cái file đẹp thì mấy chăng nữa thì làm cũng rất rất khó để làm được ra nó xuất sắc nhá. Rồi còn 99 anh em xem cái cách kéo tấm hình này anh có hiểu không nhỉ? Anh em hiểu cách nào của tấm hình này chưa? Anh em thấy hay thì comment là hay, thế mình dưới livestream này tiếp tục mình đang làm thêm hình khác nào. Comment nha, comment nha. Cho đi để nhận lại nào anh em. Anh em comment chỉ cần một comment thôi mà mình lại làm thêm màu khác nữa thì tuyệt vời quá gì. Chăm anh em này mà comment hết được em mình tặng cho anh em cái bài set này luôn. Mọi người dành chút thời gian tương tác. Thật ra là mỗi cái livestream mà có anh em, có mọi người vào cùng tương tác thì thật ra là cái phần livestream nó sẽ có động lực hơn, sẽ thoải mái hơn ở livestream. Ví dụ livestream thì thật ra là anh em học không biết là có hay không, mà không có livestream nào thì thật sự là như vậy nó rất là mất hứng. Áo cưới phong thái. Anh Tuấn Phạm, hay quá thầy, tiệt dài. Anh Thái Diệu về mà vẫn online anh ơi.
Đấy nhá, anh em mà comment được 100 comment tí mình sẽ cho bạn chăm sóc, đến 100 comment mình chia sẻ cho anh em bài xét này luôn. Đây anh em thấy này, và khẳng định anh em là bài xét này ứng dụng được tốt nhá. Đây nhá, với cái file này này. Với file này ứng dụng bài xét này vào là anh em thấy này, lên rất là đẹp đúng không? Tinh chỉnh lại ánh sáng một chút, đảm bảo tất cả những tiêu chí của tông màu Việt Nam luôn. Máy sạch sẽ, màu đủ màu. Đấy, chỉ cần tinh chỉnh lại một chút ở trên exposure highlight một chút là anh em sẽ có cái màu rất là ok. Anh rất thích, em chia sẻ rồi mà. Không đấy, anh em có chia sẻ như thế này thì cái live stream nó mới sôi động được. Trong group có màu đó chưa thầy? Trong group chưa có nhá, đăng nhá. Rồi bây giờ mình lại quay về thôi, cắt cho anh tạm thời như vậy thôi. Đây anh em nhìn cái màu này cho đây nhá, cái màu này cho cái ảnh này ngoài trời vẫn đẹp này. Cái màu này cho ảnh ngoài trời vẫn đẹp bình thường nha anh em nhá. Đây là reset này, before after này. Thì màu lên vẫn là ok. Còn tất nhiên mình phải edit lại, mình phải edit lại một chút thì nó phù hợp. Rồi tắt cáp cho anh đi nhá. Và bây giờ mình sẽ quay lại camera và xử lý thêm một vài file nữa ở trên camera, mình sẽ kết thúc cái livestream này. Cũng được đúng không? Anh em xem file màu như này rất là ok đúng không? Thật ra không biết là màn hình của anh em như nào nhưng mà mình thấy là cũng khá là ổn đấy. Nói chung là rất là chi tiết rồi. Và giới thiệu với anh em đây là file của anh Văn Văn nhé. Anh em nào mà muốn chia sẻ thì liên hệ anh Văn Văn nhé. Tuyệt vời cô giáo ạ. Ok, yêu quá Hoàng Hôn. Hello Hoàng Hôn nhá. Chào idol của anh. Tặng đi thầy Hi. Ngày mai nhá anh em nhá, ngày mai mình sẽ tặng anh em, ngày mai mình sẽ đăng bài thông báo trên group ấy, thì thông báo ở trên Facebook cá nhân của mình ấy, sau đó thì mình sẽ tặng anh em. Hoặc là cho được, gọi để tặng luôn nhá, tặng luôn để dành cho anh em xem livestream này, cho ngày mai mình đăng lên view cá nhân thì lại nhiều anh em vào xem quá. Nên chưa biết tặng ai cả, thế bây giờ mình sẽ xuất cái màu ra mình gửi cho anh em luôn. Nó dễ. Bây giờ mình sẽ xuất cái màu ra nhá. Thì đây mình sẽ xuất luôn này, thì đầu tiên là mình sẽ lưu nó vào đã. Đấy. Ấn server này, nó trong một stylist and preset nhá. Thì cái này dùng cho cắt cho ăn nhá. Anh em nào mà chưa cài cắt cho ăn thì cài luôn đi. Và chắc chắn với anh em là thời gian sắp tới anh em phải dùng cắt cho ăn, nên là ai mà chưa cài thì cài luôn đi. Land connection này, ok, exposure, level, shadow, white balance, collector, collector basic, event. Đầy đủ rồi, server này. Rồi, ở đây mình sẽ để là file garden nhá. Server. Đây nhá, file garden nhé, thì giờ mình sẽ gửi cho lên link luôn. À anh em ơi, có một cái nữa, giờ anh em nữa. Giờ anh em vào đăng ký cho mình theo dõi kênh YouTube của mình nhé, follow kênh YouTube nhé. Đây nha, mình sẽ ghi cái kênh YouTube nha, thì anh em mình sẽ ghi kênh YouTube cho mình bình luận nha, anh em dành một chút thời gian nhé. Thì đợt vừa rồi mình mới bị bay mất kênh YouTube do mình làm một video hướng dẫn cái cách để blend màu theo màu Trung Quốc, và mình lấy sao ảnh của sao Hoa ngữ là Phạm Băng Băng, mình lấy sao ảnh của sao ngữ là Phạm Băng Băng ra là mình lấy mình sao chép, thế là bay kênh luôn, không có thông báo gì cả. Đấy, mình sẽ ghim cái bình luận cho anh em dành một chút thời gian, có thể follow thêm kênh YouTube của mình. Sắp tới mình sẽ làm thêm vài video chia sẻ, hoặc là cái live stream này, chắc là cái live stream này sẽ đăng lên kênh YouTube cho nó dễ. Rồi đây, file garden nhá, cho lên preset nhá. BD đúng không? Anh em cần file BD thì đây chia sẻ cả file BD luôn. Đấy, BD thì ở đây, sorry anh em là cái file BD này là của studio của anh Văn, nên là hiện tại anh chưa truyền thông nên mình chưa chia sẻ được. Mình chỉ chia sẻ file BD0, chứ chia sẻ là không kèm file nhé. Sẽ xuất riêng cái file BD riêng là. Ok, anh Văn bảo chia sẻ rồi thì mình sẽ chia sẻ nhé anh em nhé. Đây nhá, file ở trên này là sẽ mình sẽ ghim link nhá, sẽ ghim cái link này ở trên phần bình luận. Đấy. Còn phần gì tốt for me đúng không? Có được rồi, tiện chia sẻ luôn nhá, anh em đợi chút. Đấy nhá, có đầy đủ file, tất cả file cài đặt này, với set kèm theo này. Đây cái file của anh em nhớ này, cái file preset của Captron là mình ghi là file garden đi nhá. Còn cái BD đây là 7942 đây, thì cái file này của anh Văn Văn chia sẻ nhá. Anh em nhé, anh Văn Văn chia sẻ nhá, anh em cũng có thể follow anh Văn Văn nhá.
Rồi, ok. Và cái link này thì ngày mai sẽ đóng lại anh em nhé. Có thể chia sẻ sau livestream này thôi. Sau livestream mình sẽ đóng lại. Để những anh em nào mà thực sự dành thời gian xem cái livestream này thì sẽ nhận được cái quà tặng này. Rồi bây giờ mình sẽ ghim cái link này nhá. Đây sẽ ghim thêm cái link mới. Anh em lên trên này tải về nhá. Đã có link ở đây nhá. Và sau cái livestream này khoảng 3 phút thì mình sẽ tắt đi. Đấy, rồi, anh em mình đã ghim link lên nhá, ok nhá. Hình như là có một số anh em tải bài xét xong là out luôn này, còn tụt mất 3 người rồi. Xong cái để hết livestream mình ạ. Chuẩn chuẩn ra là phải để cuối livestream mới chia sẻ đúng không? Chia sẻ tầm này là bắt đầu out out mất 3 người rồi. Mất hút rồi. Anh em không máy tính Duy Trần này em à, em không máy tính thì em có thể inbox cho Quang Anh nhé, Duy Trần nhé, kết bạn với Quang Anh đi, bạn này là cà phê của lớp anh ấy thì bạn ấy chia sẻ cho. Đây còn góc hoa này nữa, góc hoa này thì mình cũng đang đang nói thật anh em là góc hoa này cũng đang làm, cũng đang đang tìm ý tưởng để làm ra Hàn Quốc nhưng mà nó cũng khó, chưa ra được, cũng đang hơi bí, nó gần gần ra rồi, gần gần ra mới 70% thôi, còn một số chi tiết nữa chưa ra được, có thể là phải tối nay đêm nay ngồi làm mới ra được, vì gần như cái này là mình đang làm về bờ xét anh em nhé. Tụi đây cũng chia sẻ anh em thật ra tất cả những cái này là mình đang làm thành bờ xét chuẩn để ứng dụng, nên là khi làm về bờ xét, làm bờ xét khác với câu chuyện là anh em làm một cái màu sau đó cảm thấy đẹp là được. Còn làm bờ set thì mình cần phải tối ưu được về highlight, về shadow, tối ưu về chi tiết, làm sao để có thể ứng dụng được hàng loạt thì nó sẽ khó hơn. Ok, quá nhiều. Lê Xuân Long, ok, chào Lê Xuân Long nhá. Thầy cho em xin cái cả là ok, sau livestream mai chia sẻ nhá. Tiếp anh em cùng em động viên thầy nào. Đây còn góc này nữa, nhưng mà góc này thì mình đang làm, chắc là góc này thì đêm nay mình mới làm được. Không phải là không chia sẻ mà hiện tại thì mình thấy nó chưa ra lắm. Có nghĩa là góc này phải dành thời gian, thêm thời gian cho nó để nghiên cứu thêm một chút. Đây em nhé, đây là cái file gốc, thật ra mình thấy file gốc đang rất là đẹp. Có nghĩa là file gốc mình đang nhìn thấy đẹp hơn file sửa. Thì cái file này chắc là đêm nay thì mình sẽ ngồi mình làm cho nó cái bài xét xong. Bây giờ chắc là tạm live stream làm file khác. Cái này thì mình cũng đang hướng sang làm Hàn Quốc thì nó cần nhẹ nhàng, cần nó nhẹ nhàng một chút. Cần nhẹ nhàng thì hiện tại thì nó cũng đảm bảo được nhẹ nhàng thôi, nhưng mà màu sắc nó chưa chuẩn. Tất cả các kênh màu nhân vị nó chưa được chuẩn lắm nên là file này chắc là làm xong. Nó mới gần ra thôi. Hướng dẫn copy màu JPG với CR2 anh, copy màu là như nào nhỉ? Thật ra là cũng hết góc rồi anh em, và mình đã chia hết góc, còn duy nhất góc trên này thôi, còn tất cả các góc thì cứ áp màu, góc này thì ốp màu vào thôi. Cái góc này thì mình đã làm hết màu thì giờ chỉ ốp góc sang là xong thôi, ốp màu sang cái góc lấy màu từ file này áp xuống file khác là xong thôi. PR lỗi không mở được file rồi. Anh em đã tải xong ấy chứ nhỉ, anh em đã tải xong bài set chưa? Để mình tắt ghim cái link bài set đi nhá. Đấy, áp sang ảnh từ màu phía trên xuống file này này thì nó bị cyan nhiều, sửa lại một chút thôi. Nói chung là nếu anh em có hiểu về sâu về công cụ ấy thì cái vấn đề sửa lại màu sắc rất là nhanh, nó thật là rất là nhanh nhá. Đầu tiên áp sang nó hơi cyan tí thì sửa lại một chút này, tinh chỉnh lại tí là mình đã có một cái màu rất là đẹp, rất là nhanh thôi. Thì cái file này thì có thể mình sẽ để là hơi vàng vàng hoặc là cho cyan nhẹ tí cũng được, để cyan nhẹ tí và đảm bảo làm sao tất cả chi tiết của mình nó sạch sẽ. Cái mà mình luôn hướng đến đó là gì, bao giờ làm xong tấm mình thì luôn luôn đảm bảo tiêu chí về trang phục, về quần áo làm sao phải chuẩn màu, không bị ám màu, đảm bảo về bão hòa, về tương phản. Nên là khi làm đặc biệt là màu trong sáng Tizino mình làm luôn hướng đến là bao giờ trang phục nó sạch sẽ, không bị ám màu.
Đấy, ví dụ như cái file này này. Ví dụ như cái file này khi mà anh áp dụng cái màu này xuống đây này, áp dụng cái màu trên này xuống đây nó ra xanh cyan rất là xấu đúng không? Nhưng đây mình chỉ cần chỉnh lại basic thôi. Cần chỉnh chuẩn lại basic thôi là mình đã có cái màu rất là ok rồi. Sau đó thì mình sẽ xuống dưới và mình tinh chỉnh lại một chút ở những cái phần ám màu ở trên highlight và shadow. Đấy thì rất nhiều anh em vẫn chưa biết sử dụng cái highlight ở trên này thì anh em này, anh em đầu tiên nó gọi ra cái bảng này này. Thì đúng anh em nhìn thấy rất là khó chịu đúng không? Thì anh em ấn là ấn ra bảng này thì ở cái bảng này này nó sẽ có shadow này, mid tone highlight anh em ấn này, đấy mid tone này, highlight này. Thì ở dưới này nó vẫn hiển thị ra hue này, vẫn saturation này. Và cái này cái hay của nó có phần Lumion nhá, vừa mình đã nói rồi. Lumion để giúp mình làm sáng lên, sáng và tối cái kênh màu đi. Thì đây là cái tính năng mới ở trên phần cân bằng trắng mà trước đây cái Speedtooling ngày xưa nó không có. Đấy, và đây mình sẽ tinh chỉnh lại cái này để phần ám màu trên highlight này. Mình sẽ cho nó ám màu thì đây mình sẽ cho ám giống màu tường luôn đi. Nó hơi kiểu blue một chút. Ở đây mình sẽ cho nó phủ này, kéo phủ lên một chút nữa này. Đấy thì tổng thể tấm hình nhìn nó rất là sạch, rất là đều đúng không? Rồi mình sẽ nhìn tổng quan chi tiết nhé. Với những cái phong cách như này thì mình tổng quan chi tiết này, à mình xem cần phải chỉnh lại cái gì, màu váy có cần cho trắng tinh không? Thì thật ra cái váy này nó cũng đảm bảo nó đã trắng rồi. Tất nhiên nó chưa phải trắng chuẩn 100% là trắng tinh, là white, là red, green, blue bằng nhau. Ở đây nó vẫn đạch, nhưng mà nó khoảng dưới 10 đơn vị này, 235, 234, 227 này, 226, 234 thì ở đây nó chênh nhau chưa chưa đến 10 đơn vị thì cái màu váy trắng này vẫn ok nhá. Nếu mà anh em không biết xem váy trắng thì em cứ đo dùng Google Color Tem này, à quên, Color Sample ấy, S, Color Sample S ở trên camera ấy, ấn S nó hiển thị ra Color Sample để em đo điểm màu. Vì màu trắng trong hệ màu đồ, màu trắng nó cấu tạo từ ba màu, hệ màu bằng một nó là red, green, blue, nó bằng tỷ lệ. Nếu ba cái phần này bằng tỷ lệ tạo ra màu trắng, còn nếu nó lệch tỷ lệ lớn quá thì nó tự nó sẽ thiên màu thôi. Thì ở đây nó lệch dưới 10 đơn vị thì cái váy này rất là trắng là ok rồi. Còn kỹ tính hơn thì tinh chỉnh lại những cái này để làm sao nó hạn chế ám cyan thôi, hạn chế ám cyan, hạn chế ám blue. Nhưng ở đây là cái màu tường này, anh em nhìn cái màu tường này, màu pastel, màu xanh pastel này thì gọi là cyan đó. Thì nó đã vẫn còn là nó đã có cái màu sẵn như vậy rồi nên là mình không nên trừ hết nhé, mình trừ hết nó sẽ bị bạc màu. Nên là với cái ảnh này thì mình có thể để cái ám màu của tường này, của background này vào phần váy được là ok, mình không cần phải xử lý lại quá nhiều. Đây, before này, after này, before này, after này, before này, after, thì lập tức cái ảnh mình rất là sạch sẽ. Còn ví dụ ở đây mình sử dụng ba đường cong, mình đang sử dụng ba đường cong thì mình sẽ tinh chỉnh lại. Ví dụ ở đây mình à mình không muốn cái highlight nó không bị blue nhiều này, giảm xuống cho nó hơi vàng này, tinh chỉnh lại cái này nhá, tinh chỉnh lại như này chút. Và ở đây thì vẫn như mình đã chia sẻ anh em, mình đang sử dụng công thức là ba đường cong, nhưng ba đường cong này thì nó sẽ khác ba đường cong vừa nãy, là cái thông số nó lệch đi một chút. Thì đây là cái công thức sử dụng đường cong đối xứng ở trong camera nó rất hiệu quả, và anh em cần lưu ý, cần tự nghiên cứu và mày mò về cái ba đường cong này nhá. Đấy, reset này, before này, after này, before này, after. Đấy, rất là sạch sẽ. Rồi, như vậy là xong. Đan là ok. Còn anh em nào mà không muốn nghiên cứu nhiều về cướp, muốn sử dụng luôn thì vào khóa học nhé. Thầy cố lên. Có phải là chị Kim Anh đã gặp anh Văn Văn chưa nhỉ? Chị Kim Anh gặp anh Văn Văn hợp hơi bị hợp nhau đấy. Em chưa có mấy tí để mai thì thầy. Đăng em liên hệ con anh nhé, đăng nhé. Đấy với những cái màu này nhá, thật ra là cũng nói với anh em là với cái góc như thế này thì có rất nhiều màu để làm. Nhưng mà mình thấy cái màu vừa mình mới làm thấy nó cũng hợp lý. Thì gần như mình sẽ sử dụng mỗi cái màu này vào đây thôi. Tinh chỉnh lại chút là ok. Vì nó cũng tự nhiên, màu này thì nó rất là phù hợp với cái background này. Nó hơi ám cyan nhẹ. Nó kiểu như là những cái màu sắc liền kề, quy tắc phối màu liền kề thì trong cái background có màu gì thì mình làm màu đấy ấy. Thì nó rất là ok. Cái phần áo vest này thì nó hơi tím này, đổi màu nhá, đổi màu đây này, cho nó sang đổi tím hết, đổi hết tím xuống sang blue một chút này, sau đó trừ blue đi cả tím luôn.
Màu này đều có thầy ạ. Màu này em có rồi đấy Đăng ạ. Quan trọng là em ứng dụng thế nào thôi. Em có rồi nhưng em chưa ứng dụng tốt thôi Đăng ạ. Đấy, em có thể là phủ sáng như này, tí này còn nó ra shop nha, ra shop anh em sẽ làm thêm những cái halo sáng ở đây này thì nó sẽ ra kiểu hàn hàn cũng được. Đấy, và nó đảm bảo là nha anh em nhìn này, vẫn đảm bảo da mặt rất là mềm mại này, không bị vỡ màu nhá, quần áo chi tiết sạch sẽ. Đấy, thì đấy là cái tiêu chí mình luôn hướng đến. Đấy. Before này, after này, before này, after này. Đấy, nhìn cái tấm hình nó sẽ sạch. Thì đây nó sẽ hướng được kiểu màu này gọi là kiểu tông, gọi là tông của Việt Nam đi, nó chưa phải là hàn nhá. Rồi ok, thôi được, còn lại tất cả các góc nha anh em, chắc là livestream này sẽ kết thúc ở đây thôi. Còn lại tất cả các góc thì mình đã làm rồi, giờ việc của mình nó là gì tớt thôi, thì cái gì tớt thì có thể mình sẽ chia sẻ sau nhá. Thì cái livestream này chắc là mình sẽ dừng ở đây thôi, và có thể video này thì mình sẽ chia sẻ lên trên kênh YouTube nhá. Có thể video này mình sẽ chia sẻ lên kênh YouTube của Tizino, thì anh em có thể vào kênh YouTube của Tizino và YouTube của Hồ Nghĩa nhé để follow nhé, thì anh em dành một chút thời gian follow đăng ký kênh cho mình nhé. Sắp tới thì có thêm những video hay những tips trick mới thì mình sẽ đăng trên kênh Hồ Nghĩa này kết hợp vào Tizino luôn, thì anh em dành một chút thời gian nhé để vào cái đăng ký kênh này, thì mình đã ghim cái link ở trên phần bình luận này. Thì cái buổi livestream này thì mình sẽ kết thúc ở đây, thì hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những buổi livestream tiếp theo. Chúc em một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nhé.